Cát tinh cao chiếu, vận đáo hành thông, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Hoan hỷ chào đón quý thính chủ tuổi Kỷ Tỵ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý thính chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý thính chủ tuổi Kỷ Tỵ là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm này. Vận trình được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân phù trợ, tiền bạc kéo về ầm ầm, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, người người ngưỡng mộ. Vậy vận trình của quý thiên chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Nam Mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát, xua hung, lộ trình may mắn, công việc bình an, sức khỏe như thần? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, là tuổi con rắn, mạng đại lâm mộc, cây ở rừng lớn, xương con rắn, tướng tinh con khỉ, Phật bà quan âm độ mạng. Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ có số mệnh khá may mắn, suốt cuộc đời được quý nhân phù trợ, nhờ thế mà con đường sự nghiệp của người này vô cùng rộng mở, có nhiều thành công vang dội, vận thế tài lộc hanh thông, tiền bạc đủ đầy, hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu, cả đời hưởng vinh hoa phú quý giàu sang. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, Nam Mạng là 36 tuổi âm lịch và 35 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, người tuổi này có thiên can là kỷ, thuộc ngũ hành thổ, gặp năm Giáp Thìn có thiên can là giáp, thuộc ngũ hành mộc, là chủ về tương hợp, tốt. Chủ mệnh trong năm này công việc nhận được sự giúp sức của những người xung quanh, bản thân không ngừng mở rộng các mối liên kết cũng như đầu tư chung rất có lợi. Những mưu cầu về công danh của chủ mệnh cũng tương đối tốt. Tuy nhiên, khi xét về ngũ hành thì có sự tương khắc giữa ngũ hành thiên can của năm Giáp Thìn với tuổi này, bản thân cần chú ý về sức khỏe trong năm này không tốt, dễ bệnh tật và lâu khỏi. Xét về địa chi, địa chi của người tuổi này là Tỵ, gặp năm Giáp Thìn 2024 có địa chi là Thìn, là quan hệ bình hòa. Cho thấy, nam mạng tuổi Kỷ Tỵ năm 2024 về công việc kinh doanh hay buôn bán làm ăn bình thường và không nhiều thay đổi, gia đình có thể đưa tới những chuyện vui. Về ngũ hành của địa chi Tỵ là Hỏa, gặp địa chi năm Thìn là Thổ, là tương sinh, bởi vì Hỏa sinh cho Thổ. Điều này dự báo công việc trong năm có sự tính toán, cùng với đó là dự định liên quan đến công việc thay đổi theo chiều hướng tốt. Xét về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh của tuổi này là Mộc, gặp hành Hỏa của ngũ hành năm Giáp Thìn, thể hiện quan hệ sinh xuất. Tuổi Kỷ Tỵ nam mạng năm 2024, mọi việc chủ về hao tổn, kinh doanh làm ăn tuy tiến trình thuận ban đầu, nhưng sau lại không được như ý muốn, nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ cho được kết quả tốt. Sức khỏe không tốt, có thể bị mắc phải các bệnh về ngực. Xét về tứ trụ, hiên sinh, địa hòa, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Tỵ, nam mạng, năm nay khá tốt và có tin vui đưa tới. Ngoài ra trong năm nay mưu cầu về công việc làm ăn và tiền bạc cũng dễ dàng và thuận lợi hơn. Vận niên 2024. Vận niên Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, năm Giáp Thìn 2024, là hổ nhập nội. Hổ nhập nội hay hổ nhập điền là hổ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon. Do vậy nếu rơi vào vận niên ngày thì đừng làm gì mà phải bỏ ra nhiều vốn, nên từ từ chờ thời thế. Sao chiếu mệnh, trong năm 2024, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, chủ về sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Vận hạn, hạn huỳnh tuyền, chủ về sức khỏe, bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm,
kinh doanh nên kiêng kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ tương đối lạc quan. May mắn trong năm này quý bạn nam có được sao Mộc Đức và Thanh Long phù trợ, nên năm Giáp Thìn đối với quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ tương đối giàu có. Bản mệnh có cơ hội làm nên một gia tài, nhưng bạn cũng không nên quá tự hào về điều đó. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024 là 36 tuổi, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Năm này, nam tuổi Kỷ Tỵ cũng sẽ gặp phải hung tinh hàm trì, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu trong năm. Mặt khác, hạn huỳnh tuyền cũng gây ra cho quý bạn nam nhiều chứng bệnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 có sự phát triển sự nghiệp khá tốt trong năm Giáp Thìn 2024. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, bạn có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, bạn càng lạc quan thì sự nghiệp của bạn càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt, với những bạn nam tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2024, bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao. Những bạn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội khá nhiều, chỉ cần bạn thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát. Dù có phải thay đổi công việc, bản mệnh vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, với các bạn nam tuổi Kỷ Tỵ dù có vận số trong năm tốt, nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, bạn cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, nhưng về cuối năm rất thuận lợi, an toàn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với các bạn nam tuổi Kỷ Tỵ, về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thứ tài. Tài lộc của con giáp này do sự nghiệp thúc đẩy, nên người tuổi Kỷ Tỵ có nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí với bạn có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ công ty. Với các bạn nam tuổi Kỷ Tỵ, có thể kiếm tiền một cách dồi dào trong năm này. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho bạn có những cách tốt để tích lũy về tiền bạc, của cải. Và bản mệnh có thể tích lũy rất nhiều của cải trong năm này. Công việc được thuận lợi, tài lộc của bạn tuổi Kỷ Tỵ không ngừng khởi sắc rõ rệt, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, mua may bán đắt, một vốn bốn lời nên không phải lo về thu nhập. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của nam tuổi Kỷ Tỵ có thể gặp nhiều sóng gió. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, năm nay bạn dao động tình cảm với đối tượng tương đối lớn. Mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió, thậm chí bạn có thể vướng phải tình cảm ngoài luồng do vướng phải vận đào hoa quá vượng. Không chỉ vậy, một số người tuổi Kỷ Tỵ còn phải chịu đựng sự dày vò của những mối quan hệ yêu xa, điều này khiến mối quan hệ của bạn khá trắc trở. Những người tuổi Kỷ Tỵ có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi tuổi Kỷ Tỵ nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 thì sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, làm cho các bạn nam tuổi Kỷ Tỵ có thể gặp nhiều xui xẻo. Bản mệnh không những có thể lực kém mà còn thường xuyên ốm đau, sốt liên tục, thậm chí bạn có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Sự ràng buộc của hạn huỳnh tuyền chủ về bệnh tật làm cho bạn tuổi Kỷ Tỵ dễ mắc các bệnh đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày.
Sự quấy nhiễu của thiên không làm cho bạn cần phải cẩn thận hơn, đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Các bạn nam tuổi Kỷ Tỵ cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe, nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng, vị chua, không nên sử dụng các chất kích thích, khiến can khí vượng khắc chế tỳ khí, gây bất lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Xung Đất tốt cho tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Kỷ Tỵ nam mạng, xuất hành vào, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xung Đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xung Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Xung Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 2012, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 2017, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989,
Nam mạng, năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2024, quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ, phạm tam tai vào các năm Hợi, Ý, Sửu. Năm này là năm Thìn, các bạn sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tuổi kim lâu năm 2024, quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2024, các bạn nam tuổi Kỷ Tỵ phạm hoang ốc, tam địa sát, không nên làm nhà, sửa nhà trong năm này. Thái tuế năm 2024, quý bạn nam Kỷ Tỵ không phạm hạn thái tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tuyền và sao mộc đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn huỳnh tuyền đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Nhắc đến hạn huỳnh tuyền, sách thời xưa có câu cửa miệng: huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn huỳnh tuyền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết nên cần hết sức giữ gìn, phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có 4 điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tuyền đối với quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Vốn huỳnh tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn huỳnh tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tuyền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Về đường công danh, mệnh chủ gặp sao này dễ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới, sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhiều tài lộc. Với người đang đi học, năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt và gặt hái được thành tích cao. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Vận trình từng tháng của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ là 36 tuổi âm lịch, tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn có tài lộc rất dồi dào. Bạn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên đán, nhiệt huyết của những người tuổi Tỵ tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với quý bạn nam làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Bản mệnh nhận được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực. Trong tháng này các cặp vợ chồng lưu ý một chút, không nên hành sự phóng túng, tổn hao tinh lực. Mùa xuân dương khí vượng, nhu cầu tình dục tăng cao. Nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng.
trong tháng này về phương diện tài lộc và sự nghiệp của các quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ ở mức trung bình, hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn ổn định. Nhưng, vận trình tình cảm của quý bạn lại có sự sa sút rất mạnh. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, một số bạn yêu xa hay phải công tác xa, vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm. Lòng tin bị giảm sút mạnh mẽ, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến tình cảm riêng tư trở nên nhiều sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Một số bạn không tránh khỏi vướng phải tình cảm ngoài luồng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Sang tháng 3 âm lịch, quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với bạn đang được sự trợ giúp của sao may mắn Thiên Phúc và Thanh Long, bản mệnh may mắn gặp được nhiều quý nhân trong đời. Trong tháng có được vận quý nhân trợ lực, việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho bạn thu về không ít lợi nhuận về hầu bao của mình. Đặc biệt, một số bạn được giới thiệu cho những cơ hội kiếm thêm thu nhập rất tốt, nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao, thì sự phát triển sự nghiệp của bạn cũng dự kiến có thể bứt phá hơn nữa trong tương lai của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Đối với quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ độc thân, về diễn biến tình cảm của bạn trong tháng này cũng tương đối ì ạch. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu của bạn, nhiều bạn độc thân có thể bị vướng vào đào hoa xấu, nhiều khi bạn rơi vào tình huống khiến bản thân cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng trong các mối quan hệ của mình. Tháng có thái tuế án ngữ, công danh sự nghiệp khó được như ý muốn. Nam tuổi Kỷ Tỵ cũng cần phải cố gắng đừng để xảy ra chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết bạn với người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ không bị các hung tinh quấy rầy nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của bạn không được lý tưởng cho lắm. Điều này khiến cho quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Vận trình sự nghiệp của quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này cũng rất tốt. Chịu ảnh hưởng của quan phù, đế vượng là những cát tinh mang lại cho bạn có nhiều sự may mắn. Do vậy tháng này quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ có rất nhiều cơ hội việc làm. Với các bạn làm trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác nơi khác vì được công ty ưu ái. Nếu với bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao phó, thì tháng này với quý bạn nam sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và có cơ hội được thăng chức lên cấp trên. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Sang tháng 7 âm lịch về phương diện sức khỏe của quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ giảm sút đáng kể. Do bị ảnh hưởng bởi không khí trầm lắng của tháng cô hồn, một số người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không được tốt. Đặc biệt, với quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ cần chú ý tới vấn đề ăn uống, ăn quá nhiều thức ăn sống và đồ lạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dạ dày của bạn. Vì vậy, quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Đồng thời trong khẩu phần ăn hàng ngày của quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ phải đều đặn, thường xuyên, không nên ăn quá no, hoặc để bụng quá đói, hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm sức khỏe của bạn giảm đi trông thấy. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Được sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, nhiều bạn trở nên rất giàu có trong tháng này. Vận may của bạn đã hoạt động đang khá tốt. Về thu nhập tài chính, bản mệnh có cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra, rất may mắn bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Kỷ Tỵ phát triển rất tốt, nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến tài lộc. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Về vận trình tài lộc của quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 9 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao của bạn khá hài hòa, vì thế công việc của bạn tương đối dễ dàng và bạn có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng gia đình. Dù tháng xung của tuổi bổn mạng, nhưng nhờ các tinh Thanh Long phù trợ mà vận trình trở nên hanh thông,
Thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ xã giao. Tình cảm gia đình, mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo rất hòa thuận. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989, nam mạng. Với quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này có nhiều cải thiện về vận trình tình cảm của mình. Với sự phù hộ của các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc, một số con giáp tuổi độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, nếu những người tuổi Kỷ Tỵ đang có ý định yêu, bạn cũng có thể thử xem. Biết đâu bạn thực sự có thể gặp được định mệnh của đời mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Khối lượng công việc của quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này tăng lên đáng kể. Thời điểm cuối năm cận kề, công ty sẽ giao cho bạn nhiều nhiệm vụ và công việc hơn. Do đó, với quý bạn nam có vẻ bận rộn và bạn cần phải giải quyết nhiều công việc cùng một lúc. Điều này có thể khiến cho bạn có phần hơi nóng nảy, nhưng suy cho cùng đó là nhiệm vụ được sếp giao cho bạn. Bản mệnh không nên cáu gắt quá, mà nên đối xử tốt với công việc, điều chỉnh tâm lý và làm việc chăm chỉ sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng. Bước sang tháng cuối cùng của năm, vận trình người tuổi Kỷ Tỵ, nam mạng, có nhiều khởi sắc, khối lượng công việc của bạn tăng lên đáng kể. Dù gặp không ít áp lực, nhưng mọi công việc đều có dấu hiệu tích cực, lạc quan, cho kết quả tốt, bạn có thể yên tâm hơn về vận trình của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính của mình. Tuy vậy, quý bạn nam tuổi Kỷ Tỵ nên chú ý khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí. Cần phải có kế hoạch quản lý về tài chính hợp lý hơn, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.